Hello, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cả huyền thoại Thạc Tơ ấy. Thì sau mấy ngày off game thì hôm nay chắc chắn là phải vào rồi. Nhớ các bạn quá trời luôn. Đây. Nói chung là huyền thoại Thạc của mình thì tuần này mình đã tích tài nguyên thì cho nên deck có content thì làm cả các bạn ạ. Cho ngày hôm nay vào để bốc phét cùng các bạn tí cho vui. Với cả chủ yếu là cái trong cái tiệc săn gì này của mình này là mình cũng đã lớ ngớ vớ được 12.600 cái mì rồi. Thì team thì mình cũng đạt mốc 21k là mình đã nhận được một cuốn trục L2 rồi nha các bạn. Đấy, nhận được full quà rồi nha. Bạn nào chưa nhận được thì nhớ xả kim cường trong sự kiện lần này để có thể lấy cuốn trục L2 đi. Và ở trong cái phần đầu bếp này thì mình cũng đang tích lũy thêm kim cương. Đấy, múc nốt để có thể là sở hữu được thêm một cuốn trục L1 nữa. Sang thứ 6 này kiểu gì sự kiện mới nó chả cho Akainu vào trong L1 thì lúc đấy là mình sẽ all in xả luôn. Thì chắc chắn là video tới là mình sẽ có quả gọi là múc hết all in ở đây là Akainu của mình sẽ lên được E4 nha các bạn. Đấy, các bạn chất chơi không? Đã không làm thì thôi, làm clip là phải tích lũy xong làm cho các bạn xem sướng luôn. Ok, và như thường lệ chúng ta cùng nhau check comment tí. Hò quá. Ô, thả tim luôn. Hello. Đây, Luffy Gonor còn meta không anh à? Đây, các bạn này trả lời thay mình luôn này. Thì đúng là Luffy Gonor bây giờ mà đi PK thì yếu hơn rồi. Nhưng mà đi đánh boss các thứ vẫn ok nhá. Anh thử PK với em đi á. Em để ID đây. Anh múc em luôn, đùa đâu. À, cái thằng này Phan Thanh Nguyễn. Thôi thằng này ban, mình phải ban nó thôi. Mình phải ban nó thôi. Cái thế nhỉ. Chậm thế anh, em lên E4 rồi, thiếu 4 con nữa lên E5. Final, em lên nhanh ấy. Em chơi server 519 hay server nào mới được? Nếu như mà em cũng chơi 519 mà em không nạp là em kinh khủng ấy. Cái thông thạo ác chiến ấy. Anh không kết bạn với em à? Hu hu. Ủa? Anh kết bạn rồi nhá. Hôm qua anh vào anh check anh kết bạn hết một lượt rồi. Thề. Không điêu luôn. Nhưng mà những bạn nào mà đầy bạn quá hoặc là mình bị đầy bạn thì mình chịu thôi. Em chào anh. Ô anh chào em nhé. Em ghi đúng ID của anh là kết bạn thành công rồi mà. Ok ok. Huy XVN à? Hình như anh kết bạn rồi đấy. Hôm qua anh vừa check anh kết bạn rồi đấy. Em nên chơi Bullet hay là Shira? Ui dồi, Shira đúng rồi. Bullet giờ phế rồi nha, em đừng có chơi nữa. Pro đánh với tôi thử để người mới biết tranh nhau ở lục thức như thế nào. À, Trương Weibo đúng không? Đúng rồi. Nói chung là anh em người mới thì nên tích lũy vào trong cái phần album đấy. Đánh có lục thức nó khác lắm. Anh kết bạn với em đi, em gửi lời mời kết bạn rồi ạ. Tên nick em là Tanezuko. Rồi, hôm qua anh check một lượt rồi. Ác em chơi gần 2 tháng, tích được 97 ca kim cương rồi. Ui, ngon. Xả đi em ơi. Đang có tiệc săn gì ấy. Anh làm series solo với tất cả bạn bè đi anh, em đăng ký rồi. Hợp lý nhỉ. Cũng là một content, đang trong lúc bí content thì lại có một bạn cho một ý tưởng khá là hay. Được, mình sẽ gọi là đi PK từ yếu cho đến gọi là mạnh, đánh hơn. Hợp lý. Rồi rồi, ok, mình sẽ làm video đấy nhá. Nên chơi Logano và Zoroano không vậy mọi người? Ôi thôi. Bây giờ Ameta rồi em ơi. Chơi mấy con tướng mới này, Kaido này, mặc dù là Logano các kiểu có thể nhiều bạn sẽ thích, nhưng mà bây giờ nó phế rồi thì em đừng chơi nữa. Chơi mà bị yếu, chơi chán lắm. Không nên chơi 30 mạng, cả nên chơi, không muốn văng game. Trời ơi, anh server mấy thế? Anh 59 em ơi. Anh ơi, sao em nâng máu hạm đội của mình mà sao em phần tướng của em máu nó vẫn thế vậy? Ồ, thế thì em phải lưu ý này. Đây, anh sẽ vào game để trả lời cho em luôn này. Đây, phụ bản này, hạm đội này. Rồi, ok chưa? Vào phần kỹ năng thì em nhìn thấy đây này. Nâng ở đây nó có từng gọi là nghề khác nhau. Ví dụ như đấu sĩ mà nâng máu lên thì nó chỉ tăng máu cho đấu sĩ thôi em ạ. Còn nếu như mà chỉ huy, nó chỉ tăng máu cho chỉ huy thôi chứ. Đấy, nó là như vậy em nhé. Ok, tiếp theo xem nào. Còn gì nữa không? Anh và chị Lan Anh lên TV đi. Ơ, được đấy nhỉ. Chứ vợ mình vỡ ấy. Đi đâu ấy. Thôi được, mai nhá. Mai vợ anh, à chị Lan Anh ở đây thì anh sẽ cho lên video nha. Có chứ, em với bạn đó là bạn chị cốt à. À hẳn nào, hai đứa em comment nó lại chuẩn đét luôn đấy. Giống nhau ấy, em 1-10 củ máu à. Cao đấy. Mình E2 bây giờ mới được 12 củ. Chắc là thiếu phần pet. Lunica 310, Kaido, Jinbe, Hiyori, Kuzan. Việt hóa thực sự. Big món. Trời ơi.
anh không biết là có thay gì không, nhưng mà em viết tên Việt hóa vãi trưởng luôn em ơi. Anh ơi, cài của em 92 triệu máu. Ủa ôi. Em nào mà em? Máu trâu đấy. Thế đánh sướng lắm nhỉ. Kết bạn với em đi, em tên là... Cái gì? Tên là Nhân Phẩm Dùm Cài Á. Má quả tên đỉnh thực sự. Anh ơi, em xin Kaido Hybrid M10 xin phép con ơi. Anh lại em ấy. Em tìm hiểu về game chưa mẹ? E5 là hết rồi, em xin M10 thì bố anh không có. Đâu anh ơi, ok em nhá. À đây là clip khác rồi. Ủa ngày hôm qua mình chăm ra clip ấy nhỉ. Ở đây này, có bạn nào cũng đang chơi cái game nhỉ? Tiểu Yêu Tầm Đạo. Ô, nhiều bạn chơi phết nhỉ. Ok ok đây chứ. Nhiều bạn chơi Tiểu Yêu Tầm Đạo phết nhỉ. Mình đang chơi chính ở cái Tiểu Tiên cái quái gì server 9 ấy nhỉ. Hay phết, đang chơi con chim. Rồi, kết bạn với em đi, anh em tên là Ace 383330. Ok em nhé. Hí anh. Nhưng mà bạn bè anh đang đầy rồi, anh để anh lọc bớt á, để xem bạn nào mà bị ọp lâu lâu rồi anh sẽ kick bớt đi thì anh sẽ kết bạn nhá. Ok, hello tất cả mọi người. Jinbei Wano của em 10 sao, 2 triệu máu. Jinbei Wano. Ừ, bởi vì là Jinbei này tăng mà thủ mà, em chủ yếu tăng mà thủ là ok rồi. Đấy, còn lại máu me thì cứ dần dần nha. Sắp ra Maple Rust rồi. À, hả? À, game này hay đó. Ô, Maple Rust là cái gì nhở? Ok, ok. Để mình ngâm cứu nha bạn bạn ơi. Em 150 mà ra 8 thùng queen. 150 thùng ra 8 queen à? Càng đấy. Anh tạo group để buôn chuyện huyền thoại tạc đi á. Nên không nhỉ? Anh đang có cái group Andy Game Zone đấy. Ở trong đấy chung dạo này group lười vào thực sự luôn. Vì cũng chẳng có cái gì gọi là cố định ấy. Là trước thì chơi Coin Master vào tặng thẻ các bạn, nhưng bây giờ Coin Master đánh bản quyền phát thôi, nghỉ Coin Master thành ra group. Chán thực sự luôn. Thôi để anh ngâm cứu xem là có nên này không nhá. Nhưng mà group thì cũng phải có người chăm, người các thứ nữa cơ. Và bây giờ một mình làm mệt quá. Kết bạn em đi anh, em tên là Boja. Ok em ơi, em chiêu mộ chính xác ra Big Mom X2. Ủa, vãi nổi. Hên đấy. Em bấm like 2 lần cho anh. Chịu em này, em bấm thêm lần nữa, X3 lần đi xem nào. Tam kiếm katana, tam bảo kiếm. Ủa, cái gì đây? Đây là video short rồi. Anh làm huyền thoại cái chay không nạp hướng dẫn chơi game với phân tích đội hình đi anh à? Hôm trước các bạn cũng bảo như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ để mà cái chay lại thì cũng phải thú thực với em. Đó chính là cày lại bây giờ hơi mất thời gian, mà bây giờ đang có nhiều game mới ra ấy. Chơi mãi một game các bạn cũng thấy chán đúng không? Bây giờ mình đang chơi huyền thoại tặc đến series này là tập thứ 15 rồi, mà lại cày lại từ đầu thì nó hơi vất thôi. Em chịu khó xem lại từ tập 1 đi nhá. Em mới bỏ Uta E5 lên chơi lên Hiyori 9 sao, hợp lý. Uta thì nói chung là cũng hợp lý em ạ, bỏ đi hoặc là cho vào đội hình phụ. Còn đâu thì Hiyori thì nên chơi ở meta này. Đấy, có hồi sinh rất ngon. Nếu như trong trường hợp em có Kaido làm năm chính rồi. Em server 513 Big E2. Bỏ ai thay Akainu á? Kuzanika, Hiyori, Jinkai, Big. Bây giờ em có thể bỏ Nika đi em nhé. Em thay Kuzan vào. Bởi vì là năm chính là lấy Kaido là mạnh lắm rồi. Đó, ok. Anh kết bạn với em đi Tân Pro à? Ok Tân nhé. Những bạn nào mà muốn kết bạn thì bởi vì là mình đang bị đầy bạn bè rồi, để mình lọc bớt đã nhá. Baruch Wano với Jinbe thì nên xài con nào á? Jinbe em ơi, cách nào để auto farm á? Auto farm à? Đây là game khác. Rồi game này thì mình sẽ trả lời sau nha. Tiểu Yêu Tầm Đạo. À, auto farm à? Rõ là anh hướng dẫn ở trong video rồi mà nhở. Chịu em ấy. Em quay một thùng ra được Akainu luôn á. Ôi phải, hên này. Anh ơi, thay con nào cho Bullet á? Lại có hiếu với gái, anh chịu em rồi đấy. Em nên thay, bây giờ đội hình của em như thế nào mới được chứ? Còn Bullet thì bây giờ nó là... em thay luôn bằng Akainu đi. Em sai rồi. Cái gì đấy, anh sai rồi, phải bằng 298 là sao? À, cái này là video cũ rồi. Video cũ thì không biết là như thế nào. À đúng rồi, đang có tựa game mới Ảo Mộng Chu Tiên. Game này thì những bạn nào mà thích cái kiểu gọi là nhập vai kiếm hiệp phiêu bạt giang hồ thì vào chơi với mình nhá.
Hôm nay là 10 giờ ra game là mình cũng chơi rồi này. 17 phút 32 à. Người thứ hai ok nhá, ok nhá. Đó, thì về cơ bản là như vậy nhá. Rồi, game này PK được không anh? Được chứ. Ok, hôm qua mình ra khá là nhiều video, thành ra là các bạn comment cũng nhiều video phết. Ok đấy. Rồi, Oskela nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại game đi. Quay trở lại game để mình làm một số những cái nhiệm vụ. Sau đó là lấy thêm kim cương. Đây này, hôm nay là mình đang chơi dở cái tiệc Sanji thì bị thiếu kim cương đúng không? Thì ở trong cái phần nhiệm vụ thông thạo của mình đây này, à thành tựu của mình đây này, là mình còn một số cái nhiệm vụ chưa full để có thể là kiếm kim cương. Ví dụ như là huyết tế 3.000 thuyền viên này, các bạn thấy không? Hay là sở hữu thuyền viên 4 sao này. Thì mình sẽ đi ghép hết bọn 4 sao này đi, sau đó là mình mang đi huyết tế. Đấy, ví dụ như 4 sao này. Đó, đây là 5 sao thì thôi này. 5 sao. Ôi thôi chết, sao lại hết tất cả 4 sao này nhở? Đây, nhiều mà. 140. Rồi, đi huyết tế. Trước khi đi huyết tế thì mình sẽ luyện tướng trước, xem một con nào luyện được không. Có một em, hai em. Ok. À, thông minh có luyện được thêm nè. Tuyệt vời quá. Ồ, ngon. Ồ, được quá. Huyết tế nha, kiểu gì cũng có thêm kim cương. 2 sao, 3 sao đúng không? Đây rồi. Đây rồi. Nhiều thế nhỉ? Huyết tế thôi. Mình cũng đang cần thêm cái đá tím để có thể là chuẩn bị cho mấy hôm nữa. Hôm nay là thứ 3 rồi. Ừ, không gì thay đổi thì 3 hôm nữa thôi. Akainu thì sẽ vào trong cuốn trục L1 và lúc đấy thì mình sẽ cần rất là nhiều đá tím để nâng cấp được lên L4. Thì bây giờ mình sẽ huyết tế dần đi là vừa nha. Mình cũng đổi được 3 con tướng 10 sao trên sự kiện đổi tướng rồi. Nhưng mà bị hết mấy cái đá tím nên thành ra là thôi mình không đổi nữa, để dành để lên Akainu L4 nha các bạn. Tiếp tục. Ok đấy. Cho bọn này đi hết. Rồi luôn. Cho đi hết luôn. Ôi ôi, nhiều thế. Không ngờ là nhiều thế, mới tội là nó không cho huyết tế một phát tất cả luôn nhỉ. Cày đấy. Ok. Các bạn cập nhật tình hình nâng cấp gọi là Akainu Kuzan đi. À chứ. Quỷ. Akainu Akatsuki. Phải không nhỉ? Akainu quái gì nhỉ? Lú á. Rồi, cho mấy anh này đi đã. 38k rồi. 38k. Ui, huyết tế cái bọn 4 sao lâu vãi. Mà tài nguyên nó cộng ít quá. Rồi luôn. Ơ hay. Lâu nhỉ? À chắc là tại mình chiêu mộ. Ơ đúng nhỉ. Đúng rồi, mình chiêu mộ hệ bền bỉ nhiều mà. Ok đấy. Rồi, cuối cùng thì cũng hết cái bọn này rồi. Úi giời ơi, lên là 40k là tím. Còn bên này thì sao đây? 132 con, vãi nổi. Nhiều vậy. Ui chào ôi. Biết xong chưa nhỉ, để ra nhận kim cương nhỉ. Thốn thế. Rồi luôn. Ảo ma Canada thực sự ạ. Ơ. Còn 68 con nữa các bạn. Đây các bạn có thể nhìn được số lượng mấy con tướng mà nó còn lại nha. Của cái hệ đó. Trong cái nhóm 4 sao đó. Ví dụ như mình đang còn 36 con này. 36 mà chia cho 8. Huyết tế 5 lần nữa là hết. 5 turn nữa là hết. Đấy. Đấy. Rồi, hết nha. Đâu, xem nào. Thành tựu. Có 700 kim cương nữa, huyết tế 3.000 thuyền viên này. Thế còn cái nhiệm vụ gì nữa cơ mà nhỉ? Sử dụng 2.000 thùng bia này. Được. Tí nữa mình sẽ sử dụng nốt 70 thùng bia nữa đi. 70 thùng bia. Được. Ok, vẫn còn thừa.
Để mình xem nhiệm vụ thùng bia tuần này là cái gì. Chơi thử, mình nhớ là nếu như chơi được một vòng thì cũng được. Chơi một vòng thì mình sẽ có thêm đó chính là pháo này. Còn gì đâu nhỉ? Cốc bia vàng này. À có trái quỷ này. À có mảnh tướng này. À có mảnh L2 thế này. Ồ được 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 được. Xả luôn 150 thùng đi. 150 thùng. Tuần này đang truy nã cái con què gì nhỉ? Tuần này truy nã cái gì đây? Tuần này ui giời ơi, bullet. Ui. Chính xác, truy nã Jinbei Wano này. Hợp lý, 150 thùng. Đầu tư vào Jinbei Wano các bạn ơi. Không chịu bỏ cái nừ nữa. Chính xác đi. Một nha. Đúng 15 lần này. Hai. Úi giời ơi. Ui giời ơi. Ôi chết chết. Mấy lần rồi? 4 à? 4 thì sao nhỉ? 5. Ui, dâu trắng làm quái. Trước có một em dâu trắng để đi ấy là ngon rồi. Ôi chết, lại quên nó bao lần rồi. Vãi rồi. 7 à? Sao nhỉ? Ừ. Mắc cố mới đau các bạn. Thêm một em Kaido là ngon này. Lúc nãy mình nhớ là 760 à? Thế là 7 lần rồi. Lần này là lần thứ 8 này. 9 này. 10. Ô, 11. Ui, giật mình. 12. Nhìn bè đây. 13. Ui. Lo mới đau ấy. 14. Đúng nhỉ? Đúng rồi, 15. Vai. Cày thế nhỉ? Tức thực sự các bạn ạ. Thế mà nó không ra. Chiêu mộ đặc biệt. Rồi đấy. Đủ 150 thùng rồi, nó chẳng ra cái gì cả các bạn ơi. Thôi nhận nhanh, được một số cái phần thưởng ở đây nha các bạn. Pháo phủng các kiểu. Thành tựu này. Đấy, 2.000 thùng bia ngay. Có thêm một ca kim cương nữa các bạn. Thôi mình chờ hết thời gian thì mình vào mình lại mình lại ấn tiệc mua tiệc sau chứ còn bây giờ phí 480 kim cương đúng không? Mà còn 2 ngày nữa cơ mà mình chỉ cần đúng một lần nữa thôi là mình có được 15k điểm rồi. Lúc đấy mình sẽ mua sao lụm 40 là một. Rồi bây giờ phải vào đánh boss phát đã. 110 đến được 5 lần. À nhiều kim cương này. Đấy. Thế là ok liền. Nói chung là xả tài nguyên thì cũng phải xả hợp lý các bạn ạ. Chơi cái này nói chung là phải biết sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Đấy, có dương này. Đây, mình sẽ mua hai cái này. Ok luôn. Mở thử xem được cái gì không? Một dương. Úi dồi, xui siêu cấp. Hai dương này. Rồi luôn. Không được cái giống đách gì các bạn ạ. Cày thế nhỉ. 91 trái ác quỷ. Mua được cái gì không nhỉ? 91 trái ác quỷ. Cửa hàng đại tặc. 30, 30. Ô, mình đang cần mua cái này này các bạn này. 90. À, mua cái này cũng được này. Đang cần thiếu cái này này. Đồng ý, mua cái này luôn. Đấy, thiếu thốn lắm các bạn. Kaido của mình thì nâng cấp chưa? Rồi, nâng full rồi. Thôi chịu, phải lên 310 cơ. Thôi được, tạm thời như vậy đã. À, quên quên. Còn một cái code mà mình chưa nhập đấy. Code tuần là cái gì nhỉ? Chờ mình tí mình lên mình lấy mình nhập code tuần phát. Đây. Code tuần ưu đãi. Có gì? Ok đấy. Rồi, có 20 khẩu pháo, bắn được thêm một phát nữa. Ok. Rồi. Ngon đấy. Thôi, chúc các bạn chơi game thật là vui vẻ nhá. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể là chơi huyền thoại hải tặc cùng với mình nha. Series tới thì chắc chắn là mình sẽ làm PK cùng với cả bạn bè cũng như là
thứ 6 khi mà nó vào gọi là Akainu Sakazuki vào L1 thì mình sẽ nâng cấp nó lên L4 nha. Đấy, sơ sơ như vậy nha các bạn ơi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.